Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Thưa các bác là mới diện được mẫu mới nhá. Quần áo ngụy trang mới, giới thiệu với các bác luôn. Shop mới về cái mẫu mới. Đây, thực tế như tôi mặc đây nhá. Quần và áo. Áo là theo kiểu áo kaki. Áo kaki nhá, không có mũ. Đấy, quần đây. Và cái này là tôi kết hợp đeo thêm đôi giày. Đôi giày ngụy trang gần đi đốm luôn các bác nhá. Đây là giới thiệu chi tiết về các bác đối với cái bộ quần áo này nhé, bộ quần áo này. Hàng có này, hàng thì có 3 cái size số cho các bác lựa chọn nhé. Các bác mua hàng thì cứ cho shop được biết là cái thông tin chiều cao và cân nặng thì nhà shop sẽ lấy cho cái bộ quần áo phù hợp cho các bác nhé. Các bác cung cấp cho chiều cao và cân nặng, và số của cái bộ này ấy, thì sẽ có là số 2, số 3 và số 4. Đấy, số 2, số 3 và số 4. Thế như hình ảnh các bác vừa xem tôi mặc ấy, thì là tôi đang mặc bộ số 2. Tôi mặc bộ số 2 nhé. Đây, giới thiệu chi tiết với các bác về cái bộ quần áo này. Mời các bác theo dõi cho kỹ nhé. Điều đầu tiên, đây tôi giới thiệu chiếc quần trước nhé. Đầu tiên để nói với cái bộ quần áo này ấy, thì nó là một bộ quần áo ngụy trang giá rẻ nhé. Giá rẻ cụ thể của nó đó là 350.000 các bác nhé. 350.000 một bộ, đã bao gồm cả cước phí gửi về tận nhà cho các bác. Thì bây giờ các bác luôn luôn, mà tôi cũng bảo các bác là luôn luôn một điều rất là đúng, đó là tiền nào của nấy các bác nhé, tiền nào của nấy. Thì bây giờ cái bộ quần áo này trị giá là 350.000, thì nó là cái chất liệu vải bình thường thôi, chất liệu vải bình thường thôi, nó không phải chất liệu vải xịn các bác nhé. Là chất liệu vải kaki, vải bảo hộ bình thường. Nhưng tại vì nó có 350.000 rồi, mà bao gồm cả cước phí rồi, cả tiền vải, cả tiền công may, cả tiền lãi của shop, cả tiền cước phí vận chuyển, cả tiền kho bãi, nói chung là đủ các loại rồi, mới có 350.000. Thì chất liệu vải là chất liệu vải bình thường. Đây, các bác quan sát kỹ giúp tôi này. Nhưng mà nó cũng khá là dày dặn, khá dày dặn nhá. Đây là lớp ngoài, lớp ngoài này. Đây, cái này thì sẽ không sổ lông đâu. Lớp trong đây, lớp trong này nhá. Đây, lớp trong này. Thì cái này thì cũng được may khá là kỹ, may khá kỹ. Đường kim mũi chỉ đây này, mũi chỉ đường kim nhé. Đấy, cũng rất là ngay ngắn, ngay ngắn thẳng hàng chắc chắn. Đấy nhá. Còn cái màu ấy thì là màu thực tế như này, cái màu này tôi gọi là màu rèn di đốm, màu rèn di đốm nhá. Đây, đường kim mũi chỉ cũng rất là sắc nét. Đấy, cái quần này thì đối với quần này nhá, và cạp thì sẽ là cạp theo kiểu đóng cúc, cạp theo kiểu đóng cúc, có con đĩa hay là để các bác đeo dây nịt lưng này. Túi của quần này thì chỉ có hai túi thôi, hai túi dạng chéo, dạng túi nổi như này này, không phải túi chéo trong đâu, túi nổi, các bác nhìn thấy không? Đây nguyên cái viền túi nổi này, đây túi nổi ở phía ngoài, và chỉ có hai túi hai bên thôi nhá, hai túi hai bên. Đấy. Còn phía sau mông sẽ là không có túi các bác nhá, phía sau mông là không có túi này, đấy, không phải sau mông không có túi. Các bác xem kỹ rồi giới thiệu sản phẩm có như nào, các bác nhận được sản phẩm đúng là như vậy nhé. Cái cơ cấu này là toàn bộ là cơ cấu đóng cúc hết nhé. Những cái khuy này thì đã được xưởng may dạch sẵn rồi, nhưng các bác về các bác sẽ phải dạch thêm ra một chút nữa, nó mới vừa mấy cái cúc này, đây, vừa mấy cúc này, phải dạch thêm ra một chút nữa nhé. Đây là phía trên, còn phía dưới của quần, phía dưới ống quần nhé, cũng có một cái đai, một đai, một khuy và một cúc, thậm chí là hai cúc. Các bác nếu mà để nguyên cái ống suông thì các bác đóng vào cúc này, đóng cúc này. Còn các bác muốn thu nhỏ ống lại thì các bác đóng sang cúc này, thì ống quần nó sẽ thu nhỏ lại. Đây là tương tự như tôi mặc cái này. Đây, ví dụ như muốn thu nhỏ lại thì các bác đóng sang cúc bên này này, thì sẽ thu nhỏ ống cho mình. Còn bình thường mình đóng vào cúc này nhé. Thế đây là về chiếc quần nhé. Luôn luôn nói với các bác là đây là chiếc quần này, thì nó là 350.000 một bộ, chất liệu vải bình thường thôi, không phải vải xịn đâu. Nhưng mà may cũng khá là đẹp, khá là tinh tế, rất là chắc chắn đấy. Đường kim mũi chỉ là sắc nét đấy. Thì đây là cái quần, còn bên trên này là cái áo. Cái áo các bác quan sát kỹ cho tôi nhé. Cúc ở ống tay là cúc bấm, cúc bấm bằng kim loại này, chắc chắn rồi các bác này, cúc bấm đây này. Đây. Đấy, cúc bấm đây. Cái này thì hiệu nó đóng chữ hiệu Honda, hiệu Honda các bác nhé, cúc bấm. Trên cái áo này là hình thức áo, là hình thức áo kéo khóa, kéo khóa phía trong này. Đây, phía trong là kéo khóa các bác nhé. Đây, phía trong là kéo khóa. Cái này phía trong kéo khóa này.
Đây, phía trong là cái khóa nhá. Ở phía ngoài có cái nẹp và có cái cúc bấm được các bác, cũng là dạng cúc bấm đồng. Đấy, rất là chắc chắn. Honda này. Đấy, cúc bấm nhá. 2 4 5 cúc. Đấy. Túi ngực thì sẽ có hai túi hai bên. Hai túi hai bên. Và túi ngực này đều có viền khóa nhá các bác, có viền khóa này. Ở trong này các bác có thể để đồ được. Có viền khóa nhá. Bên này cũng vậy nhá. Đấy, bên này cũng vậy. À, trên này có cái tem mác. Đó là USA. USA Army. Đấy, USA Army. Nhá. Đấy, USA nhá. Thế cái bộ này là size này là size số 3, size số 3 nhá. Ở phía vai này sẽ có cầu vai này. Có cầu vai. Các bác đóng cúc vào đây. Đấy, cái cầu vai này. Hai bên đều có cầu vai. Hai bên đều có cầu vai nhá. Còn phía bên tay trái, bên tay trái thì có thêm cái mác này nữa. Đây, có thêm cái mác này nữa các bác nhá. Cái này là Aerob này, hình đầu đại bàng này. Đây, có thêm cái mác này nữa. Thì đây là chi tiết về cái áo. À, áo này là áo theo kiểu áo kaki, bẻ cổ nhé, bẻ cổ đóng khóa. Thì thực tế thì như tôi mặc đây. Đây các bác thấy đây. Thì tôi mặc đang mặc cái bộ số 3. Các bác nhá, đang mặc bộ số 3. Đấy. Thì đối với bộ này mà các bác kết hợp với cái đôi giày, kết hợp với đôi giày ngụy trang, đôi giày ngụy trang đốm thấp cổ này hoặc là cao cổ thì rất là phù hợp, tuyệt vời luôn nhá. Đấy, tuyệt vời luôn. Bộ quần áo là 350 các bác nhá. Đấy, các bác theo dõi kỹ và nắm được giá. Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy, các bác đã xem được cái chất liệu vải của nó này, đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn này, màu này, màu các bác xem thực tế rồi. Đấy, thì bây giờ các bác muốn mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình nhá. Và cho shop về cái thông số là chiều cao và cân nặng, thì shop sẽ nhập cho các bác đóng hàng, gửi hàng cho các bác cái bộ phù hợp nha các bác nhá. Cái này nó đóng theo số là 234. Thì bây giờ các bác cứ cho xin chiều cao cân nặng, shop sẽ nhập được cái bộ phù hợp. Thì các bác nào muốn nguyên cả bộ thì các bác mua kết hợp thêm đôi giày cao cổ hoặc thấp cổ nhá. Rồi mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Hàng ship COD đi toàn quốc, 350 một bộ. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá.